lên. Ừ, càng kéo lên. Kéo thấy cái quần thôi. Ừ, thấy cái quần ở trong á. Phút bờ là chi nha Phúc. Kìa trời. Rồi, càng càng lên. Cũng được, cũng được. Em phải ngồi lên trên cái kia luôn, ngồi trên cái thành ghế luôn. Đúng rồi. Được rồi. Xin vào đây xíu. Xin vào đây xíu, xin vào đây xíu, xin vào đây xíu. Xin vào đây xíu, xin vào đây xíu, xin vào đây xíu. Vào đây, vào đây nè, xin vào đây nè. Đúng rồi, rồi. Chân này có gặp không? Được. Ok. Chân này như là 3 phần. Ví dụ như cái mặt thẳng, cái này là mặt thẳng đúng không? Đứng là góc 3 phần 4 của mặt. Đó, vậy vậy. Đó rồi, mình cứ chụp. Rồi, cái chân em á, em bẻ qua phải xin lỗi. Rồi, đúng rồi, cái người dưới vị trí ra đây, cái người dưới vị trí ra. Ừ. Cái cửa mẹ. Tay bên phải đưa lên cổ đi. Tay bên phải đưa lên cổ. Bên phải nè, đúng rồi, đúng rồi. Đây được rồi, chính xác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.